Nam thanh niên xông vào tiệm tạp hóa ôm 3 thùng bia rồi bỏ chạy, gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng. Ngày 29 tháng 7, trên các fanpage Hống Biến liên tục truyền tai và chia sẻ nhau một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cao to đi chiến mã màu xanh biển xông vào một cửa tiệm tạp hóa. Rồi sau đó, người này ôm 3 thùng bia bên trong tiệm ra chất lên xe mình và rú ga bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó, người này đã bị chủ tiệm phát hiện, lao ra giằng co và truy đuổi. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, sự việc gây bức xúc dư luận trên xảy ra tại một cửa tiệm tạp hóa trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Người chủ tiệm tạp hóa là một phụ nữ 55 tuổi cho hay, lúc khoảng gần 15 giờ ngày 27 tháng 7, có một nam thanh niên chạy xe máy đi qua lại nhiều vòng trước tiệm tạp hóa của bà. Sau khi đã thấy miếng mồi ngon, người này sau đó dừng xe trước cửa tiệm, rồi xông vào bên trong tiệm ôm 3 thùng bia màu xanh biển chạy ra, chất lên xe máy. Sau đó cố gắng rú ga bỏ chạy. Lúc này, bà chủ tiệm tạp hóa đang đứng buôn dưa lê với hàng xóm thì phát hiện vụ việc. Bà nhanh chóng chạy đến giằng co, đồng thời dùng cả hai tay để níu giữ kẻ trộm lại. Bị giằng co, nam thanh niên loạng choạng mất lái rồi làm rơi 2 thùng bia xuống đường. Tuy nhiên, kẻ trộm đã chạy thoát được với thùng bia còn lại. Toàn bộ sự việc cũng được camera an ninh cạnh đó ghi lại được. Theo lời của chủ tiệm tạp hóa, trước đó không lâu, tiệm của bà cũng từng bị thất thoát do kẻ xấu lẻn vào lấy trộm bia với phương thức tương tự. Chúng tôi đoán kẻ gây ra vụ việc trước đó cũng có thể là đối tượng trong video. Nhiều người đã rất phẫn nộ khi xem được đoạn clip trên và hy vọng công an sẽ sớm đưa hắn ra trước pháp luật. Thanh niên lưng dài vai rộng không lo làm ăn mà lại làm như thế này, đúng là không làm mà vẫn muốn có ăn. Mong sao công an vào cuộc để các đối tượng trộm cắp vặt như thế này không còn manh động nữa. Thích nhậu mà không có tiền thì lo mà đi cày bừa, mắc gì đi trộm cắp như thế. Tội nghiệp cho bà chủ tiệm thật, có mấy thùng bia, lời lãi chẳng bao nhiêu mà cũng bị cướp, bức xúc quá. Hy vọng trong thời gian sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuần tra, truy quét và xử lý những loại tội phạm như thế này để người dân được yên tâm buôn bán. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh, cũng như cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn về vụ việc này.